Ok anh em nhá, bây giờ thì Khải sẽ chính thức khống bình em ơi. Hôm qua mua được cái song đao này, hút 3 nỗ lực này. Đó. Và là chuẩn bị hai bộ hóng binh. Hai bộ hóng binh nha anh em. Đó, hai bộ hóng binh. Và hai lần hóng binh. Không biết có ra được cái nỏ hay là tiêu không. Mong là ra nỏ với tiêu này em ơi. Hai cái này Khải đang còn được cầm đi chan đó. Nếu mà ra nỏ với tiêu là ok luôn nha mọi người. Ai xa, đang hấp dẫn quá. Cánh cái tiêu thật lộ này, may mắn ok hết rồi đúng rồi. 1, 2, 3, 4, lộp nó chậm luôn quá. Đây. Vô, 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 vô. Má công tử với chị 13 này. Sao nội công hút nội lực được vậy? Ủa, đường môn là ngoại công anh em. Đường môn là ngoại công mà, đâu phải nội công đâu. 200 vạn hay làm gì 200 vạn anh em? Má công tử chị 13, chị 13 ít. 200 vạn hay là 50 vạn, khả nhớ là 50 vạn mà được coi. Làm gì tới 200 vạn anh em, 200 xu. Lú anh em, phát lương lú anh em. 200 xu với 50 vạn thôi. Má công tử này. Nè, được Khải vô lại nè. Má công tử đâu rồi? 200 xu thôi anh em, là nhưng mà 200 vạn. Đâu ta? À nè. Hóng binh nè. 200 xu với 50 vạn, Khải nhớ mà. Rồi ok, tiếp tục. Đây sẽ là lần hóng binh đầu tiên. Xin cái nỏ nha anh em. Xin cái nỏ nha anh em. Xin ra cây nỏ nha đại ca. Xin ra cái nỏ nha đại ca. Xin ra cái nỏ nha đại ca. Để mình đổi cái tam sắc thạch đó. Với mì gấu đỏ này. Một tam sắc thạch này. Chỉ cần hai tam sắc thạch nha anh em. Hạng nhiên HP với mì gấu đỏ này. Cửu Phong đâu nhỉ? Cửu Phong đến nhận lương này. Gấu đỏ đây à? Ok ok. Capu này. Xin cái nỏ nha anh em. Được, hai chút anh em ơi. Anh em cho Khá một like chia sẻ rồi lấy cái nỏ này em ơi. Nỏ đỡ đi farm cho nó ngon này em ơi. Rồi lên kia anh chỗ. Ủa sửa mai có chở như vậy. Rồi xin cái nỏ này em ơi. Nó thêm tiền à. Anh em like chia sẻ cho cái nỏ này em ơi. Má ra cái chơi chỉ nghỉ game luôn anh em. Ra chơi chỉ nghỉ game luôn anh em. Kiếm cái nỏ này mày, kiếm cái nỏ này mày. Rồi ok. Xin cái nỏ này em ơi. Bỏ không minh vào quả nhiên thành một tính. Có bỏ 200 xu vô không ta? Có cần bỏ 200 xu vô không em? Nếu được. Gì? À, thiếu nguyên liệu khác cho người á, đụng càng nhảy. Làm lại cái anh em. Xin cái nỏ. Ủa? Sao còn thiếu ta? Ngươi đặt A, đủ má chỉ là một vũ khí thôi. Ok ok. Mà mình tưởng bỏ hết trong anh em. Xin cái nỏ, xin cái nỏ. Cái này mình là đang làm rối thành hòn kim tôn giả nè em ơi. Mình đang làm rối thành hòn kim tôn giả rồi nè em ơi. Mình đang làm rối thành hòn kim tôn giả rồi. Xin cái nỏ này ca ơi. Một này. Bùa yêu này, Anthony này. Hai này. Bùa yêu đợi tí không biết chơi rồi lấy luôn 3 phần luôn nha. Rồi xin cái nỏ. 3 phần. Phi đao đồ xanh vãi luôn. Xem lại like mới được. Vãi thiệt phi đao thiệt chứ. Phi đao ngon anh. Phi đao ngon làm gì em, anh làm có liền phi đao. Cô chủ họ đoàn với tam bội này. Đủ ra phi đao anh em, chấp mẹ tôi rồi. Giờ sao ta? Lấy phi đao anh em ơi. Đồ xanh. Cô chủ họ đoàn với tam bội này. Thêm đồ phi đao nữa. Má ra phi đao ông ơi. Phi đao hút ba đủ không ta? Hử? Phi đao đâu?
Thôi tiếp luôn đi. Má đéo chơi phi đao. Phi đao được không anh em? Má nếu phi đao phải tăng sức mạnh 110 mới mang được anh em ơi. Vãi luôn. À là phi đao. Tam bội hôm nay là một lương nha. Thấy không thấy ở trong đây này. Không thấy ở trong lương cái nhai. Tiếp hả? À? Ok. Nói ghét làm tiếp cá nữa anh em ơi. Tam bội không thấy trong tiếp tiếp. Ok ok. Anh em đồng ý tiếp và chơi luôn. Đồng ý tiếp và chơi luôn. Khải ơi, Khải ơi. Khải ơi. Khải ơi. Hỡi. Alo. Ơi. Tam bội ít hai nhưng mà hồi nãy là không tính vào công nha. Rồi cộng lên, cộng lên, cộng lên. Ghi sửa lại cộng lên. 200 xu nha, 200 xu nha. Hút 3 đủ không anh em? Tại vì server này có cái máu xu trên đầu anh em. Chơi ra nọ thì thôi Khải. Cái nữa hả? Ok ok. Xin cái nọ. Má cho cái phi đao trời. Đồ đao ra đao là lú không ấy. Đao là lú không anh em. Ra xong đao lại à. Ok. Xin cái nọ mà. Cái gì vậy? Mất nguyên liệu. Rồi xong. Lần này mất nguyên liệu anh em ơi. Rồi mất nguyên liệu rồi. Lần này là lỗ summer anh em ơi. Đi đao được rồi. Vậy là con nào bùa yêu. Với lại ấy là 3 lương 300 xu đúng không? Lấy luôn không? Không biết chơi với lại. Rồi ok. Dạ là nó muốn mình đánh phi đao anh em ơi. Chắc mà muốn mình đánh phi đao đỡ liền rồi. Rồi ok, bây giờ thì đó mình muốn mua cái kiếp phi đao đó mình luyện nha anh em. Rồi, muốn mình đám phi đao mà nó phải tăng sức mạnh 110 vãi nồi. Ok, được cái nọ, cái sông đao ra cái phi đao này em ơi. Lần sau mít rồi. Đúng phái mình chơi là vui lắm rồi. Lần sau tính tiếp. Rồi. Muốn đám phi đao rồi, muốn đám phi đao rồi. Muốn cũng biết cái phi đao nữa là ok anh em. Thì tên còn quá nhiều này. Má tên phi đao thì sức mạnh đến 110 vãi rồi. Rồi nói chung hút 3 đủ trang đó mà. Hút 3 đủ trang đó mà. Ok anh em, bây giờ thì clip Khải hóng binh này thì Khải sẽ quay lại cho anh em xem thôi. Cái gì Khải sẽ up lên cho anh em xem nha anh em ơi. Ngày mai anh em nào chưa xem thì sẽ xem sau nha mọi người. Anh em đang xem cho một like chia sẻ nha.